nghiệp bà cụ bà cứ lãi. Chị Sủ Đình lên nhanh vây. Bà bao nhiêu tuổi? Chị chào con 82 ạ. Chị Sủ 82 chạy nhanh như gái 28. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bà cụ tên là gì và ở đâu? Dạ, chị chào con là Maria Vũ Thị Hãm. Hãm. Hãm? Vâng. Con ở giáo xứ Nam Định. Vâng. Con thưa cha, như thế là con được ơn Chúa là con bị bệnh tim. Mà mấy năm mà thuốc men ở đâu cũng không khỏi. Thế thì con bảo là thôi để con đi hỏi, thì bạn của con người ta đi vào đây là ông ấy coi ở nhà thờ. Ông ấy mách con là vào giáo điểm Tin Mừng Cha Long ấy. Thì con vào thì cha đặt tay cho con. Thì con cũng ở nhà, con cũng vẫn cầu xin. Thì con không mua thuốc mà con không uống nữa. Thế con vào thì cha đặt tay cho con lần đầu, thì con lại sợ một lần không được. Con lại quay, con lên lần thứ hai. Thế xong rồi con về thì con thấy cũng đỡ. Thì Chúa chữa cho con, cũng con có thấy đỡ. Thế lần thứ hai con lại vào, thì con bảo thôi lần này con tin thác của Chúa, con chỉ đặt một lần thôi. Thế thưa cha, như vậy là con về thì con dễ thở lắm. Mà con thấy là con tin tựa là Chúa, cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì Chúa nhận lời mà Chúa chữa cho con. Thì từ bấy giờ là con khỏi. Thì đến vừa rồi là lần thứ ba con vào thì con còn đau một nửa đầu. Là mà đến 30 năm nay rồi con cứ đau một nửa đầu. Thế thì con đau chỗ sống cổ. Thì con cũng cứ tin thác vào Chúa. Thì con xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì Chúa nhận lời đến nay là con đi khám lại. Thì máu mỡ con là đẹp lắm rồi. Thế và Chúa chữa cho con như thế là áp huyết của con cũng ổn định, cũng đẹp. Thế và đầu con cũng không đau nữa. Cũng đẹp. Dạ. Cũng đẹp. Vâng, cũng đẹp. Thế cha, thế là con, thôi con nói bằng ấy thì còn Chúa ban cho con nhiều ơn lắm. Thế thì con gấp rút để con nhường cho người khác. Vâng, con, thế cha, con có 20 cái máy để con đưa tạ ơn Chúa để cha đi làm cho người khó. Con. Vâng, cảm ơn bà. Đây là 20 cái máy và đây là phần quà cho người nghèo dịp Tết. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và đặc biệt là chúng tôi gửi tặng cho những người mù. Thì anh chị em biết là người mù thì họ không có thể nào mà họ coi được YouTube, cũng chẳng coi được Facebook, nhưng mà họ chỉ có thể nghe được thôi. Và đối với họ nghe là cái điều tuyệt vời nhất. Cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng tặng cho những người mù những cái máy này. Vì có những người họ cụt vừa mù hai mắt mà cụt cả hai tay. Người ta nói là giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Mà anh ấy cụt luôn cả hai bàn tay và mù luôn hai con mắt. Thì lấy đâu mà giàu, lấy đâu mà có được thưa anh chị em. Đấy, có đi đến với những mảnh đời bất hạnh như vậy, mình mới thấy rằng là những người mù nhiều lắm. Một tỉnh có khi cả 1.000, 2.000, 3.000 người. Mỗi cái hội người mù họ xin nhiều lắm thưa anh chị em. Và chúng tôi không thể đáp ứng hết được. Mỗi năm đi một tỉnh, mỗi năm đi một tỉnh. Và mỗi mùa cũng đi một chi hội này, chi hội kia. Để cho anh chị em biết rằng là lòng thương xót của Chúa phải được lan tỏa nhờ những bàn tay, nối tiếp bàn tay như là bà cụ 82 tuổi đây. Và bây giờ tặng cho bà cái gì bây giờ? Bà thích cái gì để tặng cho bà cái? Con là con có cả rồi, con chỉ sư chào là con không sung sướng gì bằng là Chúa chữa bệnh cho con, là con đã khỏi được. Nhất là cái tim, con không thở là con khổ lắm. Nhưng đến nay là con sung sướng lắm. Rồi, cảm ơn bà nhiều. Rồi, xin mời chị lên đây. Thưa anh chị em, đấy, khi mình có Chúa rồi chả cần